Bồ Tát Quán Thế Âm có phải là vị Bồ Tát mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni công nhận hay là như lịch sử hay không, hay là do người xưa cầu nguyện thấy linh thiêng truyền miệng tới nay? Trời ơi, hỏi về Đức Bồ Tát Quán Thế Âm này cũng quá là sơ đẳng rồi ngang. Bữa sau là mấy cái câu hỏi này là phải về đọc lại Phật học phổ thông cô trả lời lần này thôi. Đức Bồ Tát Quán Thế Âm trong rất là nhiều kinh thì nói ngài là vị cổ Phật rồi, trong lại 500 danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm thì ngài cũng là Phật cổ Phật rồi, vị Phật rồi, nhưng mà sao quá sanh thành gì đây? Để đại nguyện của ngài là lắng nghe, thấu hiểu và thương, cho nên với cái lòng từ và cái hạnh lắng nghe, cho nên ngài hiện thân Đức Bồ Tát muốn làm thân gì để độ thoát thì ngài hiện cái thân đó trong kinh Phổ Môn cũng vậy. Muốn làm thân Phật đặng độ thoát thì cái người đó Đức Bồ Tát Quán Thế Âm liền thì hiện thân Phật để độ thoát cho người ta. Nên Đức Bồ Tát Quán Thế Âm là nguyện hóa sanh. Rồi tại Đức Phật là Đức Bồ Tát Quán Âm, thì bây giờ mình ai mà ai chỉ cho mình biết Bồ Tát Quán Âm? Từ Đức Phật Thích Ca dạy cho mình, rồi ngài giới thiệu cõi A Di Đà, rồi qua những cái kinh điển đại thừa, và mình mới biết được tới Bồ Tát Quán Âm. Chứ còn ngài không phải là nhân vật lịch sử. Tức là ngài á, kể cả Phật A Di Đà, Quán Âm, Thế Chí, với ngài đều không phải là nhân vật lịch sử. Nhân vật lịch sử chỉ có Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thôi. Sanh ở đâu, cha mẹ là ai, rồi bây giờ xá lợi còn lại, trà tỳ xong rồi có C14, rồi xét nghiệm carbon C14, rồi đó xét nghiệm ADN thì mới biết đó là dòng dõi Thích Ca, Ca Tỳ La Vệ, nó là một người rất là có lịch sử. Cho nên là Đức Phật Thích Ca là một vị Phật gọi là lịch sử luôn. Nhưng mà còn lại thì tất cả các vị Phật khác, các cõi Phật khác, là các vị Bồ Tát khác là mình nghe được là qua ai? Qua Đức Phật Thích Ca giới thiệu. Giờ mình á, chúng ta có nghe theo kinh Phật á, thì á, là có phải niềm tin với lại kinh điển của Phật nói. Thì khi mà khoa học chưa phát triển thì Đức Phật đã nói rồi, có rất là nhiều cái vũ trụ, có rất là nhiều hành tinh, có rất là nhiều cõi giới, bao nhiêu Nam Thiện Bội Châu, Đông Thắng Thần Châu, Tây Ngưu Hóa Châu, Bắc Cu Lô Châu, rồi có núi Tu Di vân vân, đó là trụ vũ trụ quan Phật giáo. Thì mình nghe là qua Đức Phật Thích Ca giới thiệu trước khi mà khoa học phát triển. Còn giờ khoa học phát triển thì người ta cũng xác định là có người ngoài hành tinh không? Có luôn. Nhưng mà khoa học cũng đâu có đi bằng cái trí của Đức Phật, chánh đẳng chánh giác. Cho nên cái gì mà mình không biết nhưng mà mình tin Đức Phật, ngài dạy thì mình tin theo. Mình có niềm tin với kinh điển, những lời mà Đức Phật giới thiệu về các Đức Phật, các vị Bồ Tát ở các cõi khác, thì mình cũng có cái niềm tin quý ngài do cái đại nguyện mà hóa thanh. Hoặc là thậm chí hiện giờ có người mà họ cương quyết quá, rồi họ nói toàn là mấy cái sau này người ta đặt để ra chứ không có lịch sử, cho nên là mình không có niềm tin vân vân, thì thôi những người vậy thì thôi. Nhưng mà giờ sao, với cái hạnh nguyện của Bồ Tát Đức Quán Âm á, cái này cô giảng riêng ba cái pháp thoại về Đức Bồ Tát Quán Thế Âm, mỗi lần mà kỷ niệm ngày vía của ngài cô có giảng đó, thiệt ra có nhân vật lịch sử ông không, cái ngày vía của ngài lấy từ đâu cô cũng đã nói rất kỹ rồi, rồi cái ngày vía đó nó tượng trưng cái gì mà phải lấy cái ngày đó, tại sao lấy ngày 19 tháng 2, 19 tháng 6, 19 tháng 9 mà không lấy 18 đó, nó có cái ý nghĩa trong từng cái pháp số. Để cho mình nghĩ đông nghĩ tay đi, mình thấy tất cả những cái mà đại diện của Bồ Tát Quán Thế Âm nó đều là rất là có ý nghĩa giáo dục thuyết phục, mà đặc biệt là cái hạnh của ngài, cái đức của ngài lắng nghe quán Thế Âm Bồ Tát, mà quán mà nghe với tất cả tâm từ, nghe với tâm không phân biệt, nhìn thấy luôn được, thấy được cái nỗi khổ niềm đau, thấy bằng cái thấy chân thật, bằng cái lòng như thật như vậy, cho nên mới không có bị phiền não mà hết lòng sao thương, không có đánh giá mày ngu quá đi, mày dở quá đi, không có vậy. Ở nhà chúng ta mà học được cái hạnh của Bồ Tát Quán Âm á, nghe với tất cả niềm thương, thấy được, hiểu được sao mà cái người xung quanh mình ứng xử như vậy, nên mình hiểu thông cảm được cho người ta. Như vậy là quá trời hay rồi, như vậy là đây là tịnh độ nhân gian luôn rồi. Cho nên mình thấy những cái vấn đề mà của Bồ Tát, những cái đại diện của Bồ Tát qua từng cái pháp số, những cái ý nghĩa biểu tượng, hình tượng, nó đều có ý nghĩa xuất sắc đó. Vậy thì mình đâu có gì đâu mà mình không có phải tin theo, mình nghi ngờ các kiểu. Đó, thì trái đất vũ trụ này thật sự là vô tận vô biên, thiên hà đại địa nó vô cùng nhiều. Trái với những cái phát triển của khoa học kỹ thuật ngày nay, tuy đã rất phát triển vẫn chưa thể biết hết được. Cô tin vào cái vũ trụ quan Phật giáo là do Đức Phật giới thiệu, cho nên là cô tin là ở các cái cõi khác thì có những Đức Phật khác và có được các Bồ Tát khác là chuyện bình thường ha. A Di Đà Phật, cô ơi, cô cho con hỏi, con trai con 10 tuổi tên là, thỉnh thoảng nửa đêm hay ngủ nói nhảm run người. Mở mắt khoảng 20 giây, sáng ra hỏi thì cháu không nhớ gì hết nhưng nói mệt trong người. Xin sư cô cho con lời khuyên cho cháu hết bệnh. Cảm ơn sư cô nhiều ạ. Về mặt sức khỏe, ngủ không ngon, mở mắt, mệt mỏi thì phải đi khám bác sĩ nha. Mình phải đi đến bác sĩ để được chẩn đoán tổng quát. Và thậm chí là thể dẫn cháu đi bác sĩ tâm lý xem cháu có gặp
những cái lo âu hoặc là quá căng thẳng ở trong cái việc học ở trên trường hoặc là trong các mối quan hệ với lại thầy cô và bạn bè ở trên trường hay không? Hoặc là gần đây cháu có coi phim, ảnh, sách hoặc là game gì mà nó bạo lực, sợ hãi, áp lực lớn hay không? Cái này là phải kết hợp nhiều yếu tố. Còn yếu tố trợ duyên mặt tâm linh thì mình có thể dạy cháu niệm Phật hoặc trì chú trước khi đi ngủ. Ví dụ dặn cháu niệm Phật, hít thở, biết ơn tim, gửi niệm lành cho tim như quán từ bi đó, cho tim, cho gan, cho thận, cho mật, cho đầu, mắt, mũi, cảm ơn ba mẹ, cảm ơn thầy cô, vân vân. Dạy cho cháu thiền quán tâm từ đó và niệm Phật trước khi ngủ thì cháu sẽ có giấc ngủ an lành hơn ha. Cô ơi, năm nay con 17 tuổi, con chọn con đường tu Phật lúc 16 tuổi. Con có một vấn đề này mong sư cô giải thích. Trước khi tu là cơ thể bình thường, không có gì xảy ra. Nhưng kể từ ngày con tu thì lưng con dần dần gù ra. Con không quan tâm đến chuyện đó nhưng ba mẹ con lại lo lắng. Con không muốn thấy ba mẹ con buồn vì con. Con nghĩ do ngày xưa con từng không tin Phật thần và chê cười người cúng Phật nên ngày nay con chịu quả thế này để trả nghiệp. Mong sư cô hoan hỷ dạy cho con. Rất nhiều lần cô trả lời là sao ạ? À? Cô không có chứng đắc cái gì hết nên là không có Phật nhãn, tuệ nhãn, không có thiên nhãn mà để thấy được cái nhân quả tại sao mà nó như vậy nha, không có đoán bừa được. Còn mà cô chỉ nói cái chỗ này bạn quan điểm là từ do bạn tu học theo Phật mà bị lưng gù thì ở đây là quan điểm rất là sai lầm. Tại sao tu học theo Phật mà lại bị gù lưng? Ê, chẳng lẽ không tu theo Phật thì lưng mới thẳng hả? Đâu có, phải không? Cái này sai, quá là sai. Cái quan điểm này đầu tiên là phải cần thay đổi cái nhận thức này nha. Lưng gù nhiều nguyên nhân chứ. Quá chừng nhiều nguyên nhân dẫn đến gù lưng. Mình phải đi khám bác sĩ đàng hoàng, rõ ràng. Kiếp mình cũng không có cam chịu, nghĩa là không có cam chịu cỡ rõ ràng cơ thể mình nó bắt đầu biến chuyển, có sự lạ trong cơ thể mình thì mình không có cam chịu như vậy, mà mình cũng không có đổ thừa do cái nghiệp phỉ báng người tin Phật quỷ thần gì hết, không có đổ thừa cho nghiệp mà cũng không có chấp nhận cam chịu rồi không đi kiểm tra sức khỏe là cũng không đúng. Theo cô thấy chuyện này đơn giản là cứ đi khám bác sĩ coi do cái tư thế mình ngồi hay sao. Ví dụ mình ngồi thiền mà mình ngồi sai tư thế, mình ngồi lệch vẹo cột sống, hoặc là mình có cái thói quen xấu trong khi ngủ chẳng hạn, hoặc là khi mình học bài, viết bài, chơi game, dùng laptop mà nó không đúng tư thế vân vân, nó có nhiều nguyên nhân chứ. Hoặc là đốt xương sống của mình nó có vấn đề nào đó, phải không? Không có. Qua lời kể của bạn thì mới có 1 năm bạn 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 bắt đầu tu Phật thôi, nhưng mà rõ ràng là chưa có cái nhìn chánh kiến, cũng chưa có hiểu rõ về nhân quả nghiệp báo, cho nên đối tượng này thì cần phải nghe pháp thoại về chánh kiến, về nhân quả nghiệp báo cho thật là nhiều vào, nghiệp tự chiêu cảm chứ không phải mình muốn trả là nó có ra cho mình trả liền đâu. Nó có đường đi lối về của nhân quả là vô cùng phức tạp ha, không có tùy tiện mà đoán hoặc là phán xét hoặc là quy chụp gì được hết á. Khi kết quả bất thiện mà nó đến thì mình có cái sự chấp nhận, nhìn nhận theo chánh kiến và chọn cái cách khắc phục, tức là chuyển hóa nghiệp một cách tốt nhất. Ví dụ như bây giờ mình đang bệnh thì mình phải nhận thức rõ là mình đang bệnh, mà bệnh là vô thường, đúng không? Cái gì mà vô thường thì sao? Sẽ biến đổi. Cho nên có cái bệnh có hoài không? Không, mà nó sẽ có thể hết bệnh. Đó là lý do tại sao tới mùa người ta cảm cúm rồi người ta hết cảm cúm, chứ đâu người ta cảm cúm hoài đâu. Đó là do cái thân bệnh cũng vô thường. Vô thường thì sẽ có lúc mình hết bệnh. Rồi mình cũng do vô thường mà mình đang khỏe đây thì sẽ có lúc mình bệnh, đúng không? Mình không giữ gìn sức khỏe đủ thì nó sẽ bệnh. Rồi đó, đó là cái căn bản mà để mình nhìn nhận rõ cái nguyên nhân, để rồi mình tìm ra cái phương pháp điều trị. Ở đây cô thấy là đơn giản thôi, chỉ cần đến bác sĩ khám cho đàng hoàng và điều trị theo cái phương pháp của bác sĩ hướng dẫn thì mình có thể hết bị gù lưng chứ sao đâu. Rồi thêm một câu hỏi siêu dài, cô trả lời từng câu nha. Có rất nhiều trường hợp gửi email một lần là một chùm câu hỏi quý vị. Câu hỏi đầu tiên, con đang tập mỗi ngày thức dậy ngồi tĩnh tâm khoảng 1 tiếng, thức dậy khoảng tầm 5 giờ sáng, nhưng vì hoàn cảnh nên có những đêm phải thức khuya đến 1-2 giờ sáng. Vậy con nên cố gắng dậy đúng giờ ngồi tĩnh tâm rồi sau đó đi ngủ lại
hay nên ngủ bù đủ rồi mới thức dậy ngồi tĩnh tâm? Vì con nghe là không nên đi ngủ lại sau khi ngồi tĩnh tâm, và cơ thể mình cần khoảng bao thời gian ngủ mỗi ngày? Cơ thể mình cần bao nhiêu thời gian ngủ mỗi ngày, mình là người hiểu rõ nhất. Theo cái chung chung của bác sĩ khuyến cáo thì người trưởng thành ngủ từ 7 đến 8 tiếng là đủ rồi. Quý thầy, quý sư cô trong chùa thường là chỉ ngủ từ 4 đến 5 tiếng thôi. Quý sư ông mà cô biết là ngủ 3 tiếng, 4 tiếng là tối đa. Nhưng mà trẻ nhỏ hoặc bà mẹ mang thai thì sẽ ngủ nhiều hơn, đúng không? Vậy nên mình ở độ tuổi nào, rồi những người có bệnh đau trong người cần thời gian nghỉ ngơi dài hơn nữa. Thì tóm lại, mình mà cần ngủ bao nhiêu mới đủ là chính mình biết rõ nhất, chứ không ai biết giùm mình được hết. Và về cái vấn đề ngồi tĩnh tâm, ngồi thiền đó, thì cô nghĩ là mình phải ngủ đủ giấc rồi mình mới ngồi thiền. Mà cũng không có nhất thiết là liên tục ngồi một tiếng, ngồi một tiếng đồng hồ nhưng mà ngủ gục, hôn trầm đó. Tức là mình không biết mình ngủ hồi nào luôn á, mình ngủ từ trong bụng mình ngủ ra rồi á. Giờ đó mình quá buồn ngủ mà thức tới 2 giờ sáng mà 5 giờ dậy ngồi thiền là bảo đảm ngủ thiền chứ ngồi thiền gì. Cho là hôn trầm như vậy một tiếng đồng hồ, tức là ngồi ngủ gục một tiếng đồng hồ thì cũng đâu có hiệu quả gì đâu. À, thành ra vấn đề mình đặt ra một tiếng đồng hồ nó không quan trọng bằng cái việc là mình phải ngồi thiền định tĩnh sáng suốt, là sáng trong, có sự thoải mái, nhẹ nhàng, khinh an, là thân an, tâm an, sáng suốt. Cái an này nó không phải là mình ngủ ngon, mình không vọng niệm là nó an. Có nhiều người tưởng hồi hôm nay con ngồi thiền xịn lắm, không có vọng tưởng gì hết trơn á, tới ra là ngủ hết trơn rồi đâu, vọng tưởng đâu có thấy được nữa. Giờ cái an này là do là mình vẫn sáng suốt, định tĩnh, rõ rõ ràng ràng biết mà không có ngủ gục, mà nó vẫn an tĩnh, nhẹ nhàng. Thì cái đó ngồi 5 phút hay 10 phút hay 30 phút đều có hiệu quả cả. Không, đừng có tính số lượng, đừng có tính độ dài, mà tính cái chất lượng, cái thực tế là mình ngồi tỉnh táo được bao lâu ha. Thậm chí là rảnh rỗi ngồi ở đâu mình hít thở thực tập được cũng được, chứ không nhất thiết là phải cái giờ đó. Quan trọng nhớ là cái gì ạ? Quan trọng nhất là mục đích, cái phương pháp, từ cái tư thế, cái hơi thở và cái quán chiếu trong khi thiền. Cái đó là mới quan trọng nha. Thứ hai, bạn hỏi gì đây? Làm nghề giao dịch chứng khoán có là một nghề không chánh nghiệp không? Vì công việc tạm khá nhàn, lợi nhuận cao so với những công việc khác. Trước đây con là một kỹ sư điện tử ở Mỹ, giờ đã nghỉ việc và chỉ làm nghề này thôi. Có người bảo rằng việc này không đem lại bất kỳ lợi ích nào cho xã hội, giống như một hình thức cờ bạc. Vì con giao dịch là mua vào bán ra trong vòng 1 đến vài ngày, chứ không phải bỏ vốn đầu tư 3 đến 5 năm. Con làm công việc này 4-5 năm nay rồi và có ý định làm cho đến cuối đời, vì vừa là sở thích lại thuận tiện thời gian cho gia đình cũng như có lợi nhuận. Nhưng vì cứ ám ảnh với suy nghĩ là bản thân không tạo ra một lợi ích gì cho xã hội mà lại đi hưởng lợi lạc của xã hội. Nếu mình trích một phần lợi nhuận đó để làm từ thiện, có phải là tịnh tài không? Giao dịch chứng khoán là một nghề hợp pháp. Nó cũng giống như rất là nhiều ngành nghề đầu tư khác. Nó có thành công cũng có thất bại vậy, đúng không? Và nếu như mà mình tư vấn hoặc là mình giao dịch chứng khoán mà mình có, đâu phải ai cũng mua bán chứng khoán mà thành công hết đâu. Cho nên nếu như mà mình có lợi nhuận từ cái chứng khoán, chứng tỏ là mình cũng có đầu tư thời gian nghiên cứu tìm hiểu rất là nhiều. Và mình cũng một mặt nào đó nó cũng thúc đẩy, không có trực tiếp. Nhưng mà nó cũng, nếu mình biết đầu tư đúng chỗ vào những cái công ty mà làm ăn đàng hoàng, thì có phải là nó cũng có cái tác động giúp được mà. Mình cũng góp vốn vào trong cái hoạt động sản xuất trực tiếp của những cái công ty mà tạo ra sinh lợi cho xã hội vậy. Chứ nếu nói hoàn toàn không có lợi ích gì thì chắc cái ngành này nó đâu tồn tại đâu. Mà cái ngành này thì nó dễ kích thích cái tâm tham. Đơn giản vậy thôi, bạn cũng nói là có cái yếu tố cờ bạc trong đó, cũng hên xui may rủi, phải không? Nhanh ăn nhanh thua. Nếu mà ai mà không dừng lại được cái tâm tham thì nhiều khi không có đủ tỉnh táo đó thì cũng dễ vỡ nợ. Do đó thì chúng ta cần cái sự thận trọng khi tham gia. Thì ai cũng biết rồi, cái rủi ro cao á, thì lợi nhuận lớn, chứ còn những cái rủi ro thấp thì lợi nhuận nó cũng bình thường. Cho nên mình muốn có tiền, thoải mái, thời gian, nhiệm vụ thì mình cũng đi kèm với nó là một cái rủi ro nhất định, chứ không phải hoàn toàn là chỉ có thành công không. Cho nên làm cái ngành này thì mình cẩn trọng, đừng có để cái tâm tham quá nó dẫn dắt chi phối là được. Còn cái tiền mà đầu tư thành công vào chứng khoán đem cúng dường làm phước với tâm thành kính thì vẫn được xem là tịnh tài thôi, đâu có lừa đảo cướp bóc giật dọc của bất kỳ ai đâu mà không phải là tịnh tài. Cô thấy
ngành nghề mà được hợp pháp, pháp luật công nhận rồi, thậm chí là cái thu nhập từ đó mình cũng đóng thuế vậy, mình cũng phải trả cái phí giao dịch ở trên sàn vậy đúng không? Mình trả cái phí giao dịch trên sàn đó là cái gì? Có phải là mình trả lương cho những người mà làm trong công ty chứng khoán, giao dịch sàn chứng khoán đó không? Phải không? Rồi mình đóng thuế trong cái thu nhập của mình đó, mình phải một phần gửi lại cho nhà nước và xã hội rồi đúng không? Đó. Chứ đâu có cái gì là phi pháp đâu. Cô thấy mà mình cũng không phải là do cái nhận định, cái phán xét đúng đắn và nhanh nhẹn của mình về thị trường cho nên mình mới có lãi. Mình có lãi thì mình đem cái tiền đó mình cúng dường lại cho chùa thì đó là tịnh tài thôi, chứ đâu phải mình đi lừa đảo ai đó đâu. Mình đâu phải đi cướp của người khác về đâu. Nên cái này là vẫn bình thường ha. Con thường góp tiền làm từ thiện và không muốn người ta ghi lại tên mình và nói cho mình biết họ đã làm gì. Lý do tâm lý con góp xong là quên đi. Nhưng có những người bạn họ nói con làm vậy là tiếp tay cho người khác làm chuyện xấu. Và làm từ thiện phải biết tiền mình đi về đâu. Nếu không biết thì giống như lấy tiền quăng qua cửa sổ. Trong khi con thì cảm giác ái ngại và mất công cho người ta và cả cho chính con. Việc cho xong phải theo dõi kể lể phiền hà. Chưa kể quay phim chụp ảnh cũng phải tốn kia chi phí. Kính mong sư cô hoan hỷ cho con lời giảng giải. Nếu thời gian hạn hẹp, sư cô có thể trả lời mỗi bài mỗi câu cũng được. Cô trả lời hết 3 câu rồi nha. Câu cuối cùng, ghi tên hay không ghi tên khi làm từ thiện không có quan trọng. Cái này nó tùy tình hình, case by case, không thể nào mình nói là 100% phải ghi tên được. Không phải, bây giờ cô nói ví dụ mình đi ngang một cái đường nào đó, mình thấy cái người vô gia cư đó, mình thấy một cái người nghèo đó, bây giờ mình gặp người đó khổ quá, mình giúp đỡ xong, giờ mình kêu người ta ghi biên lai cho mình hả? Vô duyên đó, chỗ này mới vô duyên nè. Phải không? Thì mình giúp xong rồi thì thôi, mà mình giúp xong rồi mình có cần phải đi theo lẻo đẻo cho người ta có thiệt là vô gia cư không, có cần làm chuyện đó không, nó cũng vô duyên nữa đó. Rồi thậm chí ví dụ người mình cho người ta một hộp cơm, một hộp bánh mì đi, mình có coi người ta có ăn không ha, à, hay là người ta quăng, có cần thiết không, không. Những cái trường hợp như vậy giúp rồi là thôi, giúp với hết lòng, vui vẻ trước khi giúp, vui vẻ trong khi giúp và vui vẻ sau khi giúp là được rồi. Người ta có cần ghi biên lai, có cần chứng nhận rồi mình có cần chụp lại cái hình ảnh đó không? Đâu có cần. Đó, rất nhiều trường hợp như vậy. Ở đây sư cô gặp, nói thì thương lắm quý vị, ở Hàn Quốc này có nhiều vị sư mà tới hồi lớn tuổi già nua đó, do là phúc lợi xã hội cho sư cũng chưa có phát triển đầy đủ ở cái đất nước này đâu. Thành ra chỉ có những sư nào mà thuộc tông phái Tào Khê, nghĩa là có tăng tịch chứng điệp đàng hoàng tử tế thì của tông phái Tào Khê thì phần nào hơn mới được là giúp đỡ khi mà già nua bệnh tật. Chứ còn đa phần mà các sư mà thuộc các tông phái khác hoặc là những vị sư mà kiểu như là mình tự tu đó, hoặc là giấy tờ chứng nghiệp thọ giới của mình nó mất rồi chẳng hạn, hoặc vì lý do nào đó mình không có giấy tờ chẳng hạn, là không có được nhận phúc lợi cho tăng ni. Thế là những vị này mà cao tuổi rồi, chùa chiền thì không có, nghề nghiệp thì không có, là quý vị rất là rơi vào trạng thái khó khăn. Nhiều khi cô đến mấy cái ga tàu điện ngầm á, ở những cái ga tàu điện ngầm mà có vị sư mặc đồ thì rách rưới rồi cầm cái mỏ để gõ đó, tại vì đâu có nói trời thì lạnh âm mười mấy độ như vậy, làm sao mà mở miệng xin hoặc là làm sao mà ấy được. Thì có nhiều sư cứ để cái thùng công đức trước mặt rồi gõ mỏ từng tiếng để cho người ta nghe thấy là mình đang cần sự giúp đỡ vậy đó. Nhìn rất là thương. Thật ra những cái lúc đó đó, cô không cần quan tâm đến vị đó là sư giả hay sư thiệt, sao phải ra xin tiền ngoài đường đâu, không. Dưới cái lạnh âm mười mấy độ như vậy, vừa quấn mà cái áo thì rách bươm như vậy, chịu lạnh, chịu cực mà ra tới cái chỗ đó mà ai cũng có lòng tự trọng tối thiểu hết, mà tới nước mức phải ra tới ga điện tàu điện ngầm để xin như vậy thì mình biết là họ đã khó khăn lắm rồi. Cho nên cái việc của mình là có ít thì cho ít, có nhiều thì cho nhiều, không thích cho thì thôi, đi thôi. Chứ giờ mình cần cái gì mà phải chụp hình, quay phim, hay là ghi biên lai, hay là tiếp tay cho ai làm xấu, làm xa, đúng không? Nếu họ thật sự có lừa đảo đi thì cái đó là nhân quả của họ. Còn lòng mình trắc ẩn, mình từ bi, mình thấy chỗ đó nên giúp thì mình hoan nghĩ mình giúp, giúp xong rồi thôi, mình cũng không nghĩ nhớ nữa. Đó, những trường hợp đó rất nhiều. Sư cô đi mà gặp bất kỳ một vị tu sĩ nào mặc áo tu để thùng công đức mà gõ mõ như vậy xin tiền thì ít nhiều cô cũng móc cho, chứ không có thể nào mà làm lơ đi qua được hết đó. Đó, thì còn những cái trường hợp mà những bạn từ thiện cho những cái tổ chức, cho những cái chỗ mà đại diện đứng ra để mà làm thay cái việc cho mình thì phải ghi tên là đúng rồi.
Tại vì mỗi người có nhiều lý do, nhưng mà cô thì giống như bản thân của đạo tràng cũng đang quyên góp hùng phước xây chùa, và mỗi lần mà có bão lụt ở miền Trung hoặc là vừa rồi Covid ở Sài Gòn là đạo tràng ít nhiều vẫn hùng phước để gửi về. Thì gửi về thì mình ở bên này sao mình trực tiếp làm được, thì mình cũng phải gửi về thông qua một cái tổ chức, một cái ngôi chùa nào đó, một vị đại diện nào đó mình tin tưởng, đúng không ạ? Thì cho nên đứng đại diện cô nhận tiền quyên góp cô rất là ghi rõ ràng. Có nhiều người cứ kêu là khỏi ghi tên con, cô cũng ghi, cho mai mốt quay lại hỏi rồi biết đâu. Cứ Phật tử ba la mật, Phật tử ẩn danh, ba la mật ẩn danh, rồi tới hồi hỏi là cô nhận được tiền con chưa, rồi biết đâu trả lời, phải không? Cho nên là cô ghi hết, ai có muốn ba la mật gì cô cũng ghi luôn cái tên. Còn nếu mà 100% họ dặn rất nhiều lần là cô đừng có đưa tên con lên mạng xã hội nha. Ý là có thể trong gia đình là vợ chồng hoặc là bố mẹ chưa hoan hỷ, những trường hợp đó thì cô ghi Phật tử ẩn danh thiệt. Nhưng mà trong cái file quản lý của đạo tràng á, lúc nào cô cũng có cái phần nốt cô ghi cái người đó, chuyển khoản ngày đó là tên gì liền. Cho mai mốt mình kiếm. Đó là cái cách cho mình quản lý, tại vì cái tất cả các file mà tiền bạc tài chánh của đạo tràng là online hết quý vị, là hệ thống nó online hết, cả cô cả thầy quản chúng hoặc các em phụng sự viên đều truy cập được để biết người nào chuyển khoản được ngày nào để mà biết trả lời. Các bạn admin ở trong trang quản lý page cũng biết được, để người ta có hỏi đến là con chuyển cái khoản đó rồi, ngày đó biên lai chuyển tiền đây, cô có nhận được tiền chưa, thì mình kiểm tra được có nhận được hay không mình trả lời người ta, đúng không? Đó thì cái này là phải ghi thôi. Phật tử muốn ba la mật hay ẩn danh gì cô ghi ba la mật ẩn danh, nhưng mà cái file quản lý trong nhà chùa cô vẫn ghi rõ ràng, cái này là rất rõ ràng thôi. Còn ví dụ cô đứng đây đại diện mà cô gửi về chùa ở Việt Nam thì sao, quý thầy quý sư cô đó có những hôm mà đi bão lụt miền Trung á, làm gì mà có máy quay phim chụp ảnh xịn được, nhưng mà một vài tấm hình lúc mà trời mà chưa có mưa gió mấy lấy điện thoại di động ra chụp được thì quý thầy quý sư cô vẫn chụp lại đi chi. À, không phải là để khoe khoang là mình làm rồi, nhưng để có cái để mình báo cáo rõ ràng cho những mạnh thường quân, cho những đồng bà con hữu hảo tâm, người ta đã phát tâm, người ta được hoan hỷ. Cái này là việc nên làm, đáng làm. Vậy ha. Đó. Còn cái đó là cô nói là tùy trường hợp mà mình ứng xử như nào trong việc ghi danh hay không ghi danh. Quan trọng mình phải hiểu cái mục đích cho đi là để làm sao mình tập cái tánh hỷ xả, buông xả dần. Cứ chấp mắt cái sở hữu này là của tôi cả đời, không biết bố thí cúng dường, không mở rộng cái tâm ra thì làm sao mà có thể giác ngộ giải thoát được, phải không? Cho nên mình với lại mình thấy là sống trong đời sống cần có một tấm lòng, đúng không? Con chim phải hót, chiếc lá phải xanh. Thì sống trên đời người cũng vậy, sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình đâu. Đó là cái đẹp nhất của cái cho đó. Cô nói người cho nó rất là hoan hỷ, nó rất là an lạc. Cái người nhận mới là cái người mệt đó. Cho nên mình cho là mình thấy là mình phải biết ơn cái người nhận, đã có cơ, tạo cơ hội cho mình được cho. Mình thấy hoan hỷ như vậy là được ha. Chứ còn đừng có nghĩ là phải quay phim, chụp hình, ghi tên, ghi danh, nó tùy trường hợp chứ. Kính bạch sư cô, con rất hay nghe giảng pháp trên kênh YouTube của sư cô. Con thấy sư cô giảng đến phần ái dục, con không biết nói làm sao nữa. Nhưng dạo này, hầu như là hàng ngày, cứ giữa đêm, ba mẹ con cứ quan hệ với nhau làm con cảm thấy rất ghê gớm. Con ngủ chung phòng với ba mẹ. Mỗi lần như vậy, con đều thức giấc và não con tỉnh tới sáng. Con cần một giấc ngủ đủ để hôm sau có thể làm việc. Dạo gần đây, chính vì giấc ngủ của con bị ảnh hưởng nên việc học và việc làm của con mất tập trung và kém tỉnh táo dần. Con không biết làm gì để tránh khỏi tình trạng như vậy nữa. Thật sự con đang rất stress, khó chịu và bức bối. Mong sư cô trả lời vấn đáp và cho con biết có phải đó là nghiệp của con không. Cái việc này bạn phải cần nói với ba mẹ rất rõ ràng. Nó ảnh hưởng đến tâm lý, sức khỏe và chất lượng giấc ngủ của bạn, ảnh hưởng đến việc học, việc làm của bạn. Yêu cầu cha mẹ cho mình một cái phòng riêng để ở. Nếu mà gia đình không có điều kiện nữa thì mình có thể làm một cái gác lửng, hoặc thậm chí mình có thể ra phòng khách mình ngủ, hoặc là mình làm một cái vách giả để mà mình ngủ. Đó, cái chỗ nào phải cách âm được. Mình có cần một cái không gian riêng để ngủ, mà cô thấy là con cái nên ngủ riêng với bố mẹ, lớn rồi cũng không có ngủ chung với bố mẹ làm gì. Và sau đó mình loại bỏ những cái tư tưởng tiêu cực, những cái âm thanh, những cái ám ảnh thì mình không có cần phải giữ nó lại trong đầu nữa. Mình nên tập trung chánh niệm bằng cách niệm Phật hoặc hành thiền. Nhưng mà quan trọng đầu tiên là phải nói rõ với bố mẹ là con cần cái không gian ngủ riêng. Cái đó là cần nên nói, chứ đừng đổ thừa cho nghiệp rồi cam chịu, khó chịu lắm ha. Câu tiếp theo. Con đã có chồng và hai con. Từ hơn một năm nay khi con biết đến Phật Pháp, biết rằng mình đã gieo nhiều nhân xấu, nhưng con cũng rất hoan hỷ vì biết Phật Pháp để sửa đổi và gieo những hạt giống lành. Có một việc là con từ khi biết đến Phật Pháp cũng không muốn gần gũi chồng con nữa.
mà con cũng không hề có tình cảm với ai khác luôn. Mỗi khi chồng con đòi hỏi, con luôn tìm cách né tránh. Con biết con làm như vậy là không đúng và làm tổn thương chồng con. Tình trạng này kéo dài, con sẽ làm sứt mẻ tình cảm dẫn đến chuyện không mong muốn, mặc dù con vẫn thương chồng. Nhưng mỗi khi chồng đến gần là con ngay lập tức có phản xạ tránh né, hoàn toàn không có chút cảm giác muốn gần gũi. Con mong sư cô cho con lời khuyên. Câu 2. Con muốn quy y Tam Bảo, vậy có phải xin phép chồng con hay không? Vì chồng con chưa tin Phật Pháp và cũng không vui vẻ khi nghe con nghe Pháp lễ Phật. Nếu con tự quy y có được không sư cô? Cô nghe vậy, cô mà là chồng của đạo hữu này thì cô cũng không có hoan hỷ đâu. Mình phải cần nhận định rõ, mình đang là Phật tử tại gia, đâu phải người xuất gia đâu. Tại gia thì cái nhu cầu sinh hoạt vợ chồng là một phần quan trọng tất yếu trong đời sống hôn nhân, hạnh phúc hôn nhân. Dưới góc độ của người tại gia mà quan hệ với chồng, vợ hợp pháp của mình thì cũng không phải là tội lỗi nữa, cũng không phải là tà dâm nữa. Nó giúp cho hai vợ chồng sống chung thủy với nhau, bớt ngoại tình, đúng không? Chứ bây giờ mình từ bỏ mọi đòi hỏi của chồng và bản thân thì vô tình mình là người phá hoại hạnh phúc gia đình của mình mà dẫn đến nhiều đau khổ về sau, bạn cũng biết đúng không? Đạo hữu cũng nhận thức đó. Nếu từ đầu mình không muốn quan hệ vợ chồng luôn thì mình đừng có đi lấy chồng làm gì. Không phải là cô nói đi xuất gia, đâu phải ai cũng xuất gia được. Nhưng mà nếu thật sự mình không có nhu cầu quan hệ vợ chồng thì thôi mình đừng có lấy chồng. Mình lấy chi mình làm khổ cái người bạn đời của mình đầu óc tay gối không? Trong khi sinh hoạt tình dục là một phần tất yếu và rất quan trọng trong cái đời sống hôn nhân. Cho nên là đạo hữu cần nhìn nhận cái vấn đề lại rất là rõ ràng ha. Mình làm như vậy là mình gián tiếp đẩy chồng mình đi ngoại tình, làm cho chồng mình phạm giới. Rồi. Hôm trước có một người đặt câu hỏi với cô đó, thọ bát quan trai giới. Không phải, thọ Bồ Tát giới, tại gia Bồ Tát giới, không quan hệ vợ chồng. Mà vị này cũng lớn tuổi, cũng ly hôn rồi. Sau được một thời gian là bắt đầu có nhu cầu lại. Cứ tưởng mình đã hết dục rồi, tức là mình không còn ham muốn gì nữa rồi. Nhưng mà mình đâu biết được nó chỉ là một vài cái thay đổi nội tiết tố trong cái hóc môn sinh lý của người nữ bình thường thôi. Có lúc mình không có nhu cầu, mình tưởng đâu là mình đã chứng đắc tới nơi rồi, mình hết tham, hết dục, hết sân rồi. Nhưng mà mình không có ngờ là nó chỉ là một vài cái biến đổi nội tiết tố trong người thôi. Rồi tới khi mà nó điều chỉnh lại thì cái nhu cầu sinh lý rất là bình thường cần có. Thì lúc đó mới giật mình ra là bây giờ làm sao bây giờ. Thật sự là dục vọng có, thật sự là rất mong muốn, rất được yêu thương, được quan hệ, được vuốt ve ôm ấp vậy đó. Nhưng mà giờ cứ phạm giới, cái tội lỗi như vậy, ráng chịu đựng nhưng mà sống rất là khổ sở. Hỏi cô là chẳng lẽ phải sống cái cuộc đời như vậy cho tới cuối đời hay sao? Khổ không? Cho nên mình đừng có nghĩ là mình hoàn toàn mình không có dục nữa, mình hoàn toàn mình không có muốn tham dục nữa. Thật ra khi mà mình chuyển hóa được toàn bộ tham ái dục vọng này là mình đã chứng thánh rồi, không có dễ dàng ha. Cho nên trong một cái giai đoạn tâm lý ổn định thôi, nhiều người mới biết đến Phật Pháp đó là ghiền lắm, bắt đầu rất là kiểu như là giống như ngày mai mình chứng đắc tới nơi đó. Cho nên là hôm nay là bỏ hết công ăn chuyện làm, bỏ chồng bỏ con, chỉ có tu rụt tu rị thôi. Một thời gian đi là biết cảnh liền à, nói thiệt luôn đó. Cho mới bắt đầu mà biết đến Phật Pháp cái đó vào là tinh tấn ghê lắm. Nhưng mà tinh tấn thái quá, không có đúng pháp, không có đúng đắn, không có điều độ. Được một thời gian bắt đầu là dễ vui, xa lầy lại. Lúc đó hạnh phúc gia đình nó tan vỡ rồi à, cho nên là phải hết sức là cẩn trọng. Mình còn là người tại gia thì mình trước khi được cái sự ủng hộ và đồng hành cùng với người bạn đời thì mình phải biết khéo léo trong ứng xử. Nếu người bạn đời mình cũng không mong muốn cái chuyện đó, hết sức nhẹ nhàng, hai người cứ sống như vợ chồng với nhau, nhưng mà như những người bạn với nhau trong một gia đình rồi đồng tu thì cái đó còn gì bằng, quá là tốt đi. Nhưng mà người bạn đời mình chưa đạt tới được cái trường cái level đó giống mình, vẫn còn có những mong muốn rất là chính đáng, thì mình phải rất là khéo léo trong ứng xử. Câu thứ hai, quy y Tam Bảo thì không cần phải xin phép chồng, thì tại vì luật pháp nhà nước là do cho tự do tín ngưỡng. Nhưng mà chính cái việc mà mình cấm vận chồng đó làm cho chồng đã không hiểu đến Phật Pháp rồi còn bị ác cảm nữa. Cho nên là nếu như mình nói ra để gia đình vui vẻ thì nói, còn nói ra mà để cho chồng mình cảm thấy cái việc quy y Tam Bảo là cái nguyên nhân mà để cho bà này bà kỳ thị mình, bà né tránh mình, thì lại càng không nên nói, là mất hạnh phúc gia đình, làm mất cái nhân duyên của chồng với Phật Pháp luôn. Tại Phật không có dạy người tại gia như thế. Do mình đang làm lệch đi, mình đang làm sai đi, mà mình đang Phật hóa gia đình không đúng chỗ nữa.
cho nên làm cho ông chồng mà ông kỳ thị luôn, ông ghét bỏ Phật pháp, ông quay lưng lại với Phật pháp là mình còn có lỗi lớn nữa. Cho nên trước mắt không có thuận duyên mà đến chùa làm lễ thì tự quy cũng được, nhưng mà sau này có nhân duyên thì nên đến chùa quy y, tại vì mình ở chùa mình quy y thì mình có thầy truyền giới, có bổn sư, thì mình hiểu được cái ý nghĩa của quy y lý và sự, có người truyền giới cho mình, hiểu rõ được năm giới như nào, thì như vậy thì nó mới viên mãn lý sự quy y, mới chính thức được công nhận là Phật tử ha. À, mới giúp mình có nhiều cái nhân lành với tam bảo hơn, từ đó mình cũng tu tập tiến bộ hơn. Thì kính chúc Phật tử luôn được tinh tấn và an lành trong chánh pháp. Học Phật là phải chánh tính, chánh kiến, chánh tư duy, phải hiểu thật rõ những gì mình tin thì mình mới tin chắc những gì mình hiểu được. Lúc đó thì mình không có bỏ Phật, bỏ pháp, bỏ tăng, mà mình cũng không có gì không có mê tín dị đoan, cực đoan, hoặc là chọn cái pháp tu sai không phù hợp để mất hạnh phúc gia đình được. Cái này cô khuyên thật tình, quý Phật tử còn tại gia thì phải hết sức cẩn trọng.